phạ. Đó là cái tên bên phía của AQ. Một đã phải nằm xuống Onyx Esports hiện tại. Họ chỉ còn duy nhất một cái tên là Sammy thôi. Lên xe đến từ đối bên phía của AQ. Lên một quả nét Zero dành cho AQ. Không, như vậy là Sammy đã quyết định nổ súng chưa? Đứng dậy bắn solo kill vị trí của Vandermot. Chỉ cần một ít đạn thôi, không được rồi. Vâng, khá đen dành cho vị trí của đó là cặp này vừa rồi. Bây giờ trận đấu ta chỉ còn đó là hai team nữa thôi. AQ, Ryu và cả cái tên bên phía MNT. Nhưng đây là Tion đứng dậy để bắn lên từ vị trí cờ rọn. Liệu Tion đứng này có là hợp lý hay không cho cái tên bên phía MNT ở đây? Và tiếp tục là Tion đấu solo skill với cái tên bên phía AQ. Và Demon quẩy khá khó chịu. Vâng, quẩy trào quá dẻo đến từ Van Demon. Một player đã bị lốc vào. Nhưng bây giờ thì Piu Piu là tất cả những gì Piu có thể là bây giờ Dingo thì sao, họ bất bò gì không? Đây vẫn là góc lợi thế để cho Dingo họ di chuyển nha khi có căn nhà cao. Ui. Và quả nét thứ hai đều ở vị trí bên phía của TSC knock out đi cái tên Tony K. Quả nét thứ hai mà Dingo họ công rồi đi đầu la bụng đẩy ra trước mặt là vị trí Zapper. Và đây rồi, đừng bảo cân hai nhanh mà không được, hay lắm Dingo ơi. Và knock out và gạt gió đi các bạn bên phía TSC. Và sẽ đưa trở về thế 4v3 là bao nhiêu kill đấy? 15 kill dèo Dingo ra vừa rồi. Vâng, và bây giờ là những quả nét tiếp theo được dã vào cái thành viên bên phía Team Fake là vị trí của Tony K. Vintoret chưa được cứu lại và Corbe thì đang phải lẩn mình ở trong làn smoke. Và đây là trận đấu mà thành viên bên phía Team Dingo sẽ hiểu là khai thác cực kỳ tốt, nhằm một điểm kill nữa thì thành viên bên phía Team Dingo. Và nếu như họ mang về cho mình nhiều kill chắc là khoảng một cái top 1 16 17 kill dành cho cái thành viên bên phía Team Dingo sẽ hiểu. Và xin thực sự trong tình huống này thì chúng ta cần cái tên Daybot phải tỏa sáng để có thể clear rồi bên phía của Zenfinity. Wildcat vẫn đang được cắt cử lại để có thể cầm chân đội hình bên phía của Zenfinity. Đầu đó thì Boom vừa quay còn phơm luôn cái mạng của hộ đồng đội để có thể giúp cho các thành viên bên phía của Bảo Nam. Bây giờ thì đây rồi, đây bot đang tỏa sáng. Đây bot cùng với Mela bắn nhau thì đồng nghĩa việc đội bên phía của Bảo Nam thì chúng Wildcat chỉ việc đẩy lên và liếm tất cả cái mạng này thôi. Và bây giờ thì mỗi team chỉ còn có một người, một khoảng thời cơ vàng dành cho Bảo Nam, nhưng họ lại quyết định hold lại. Bảo Nam đang chơi quá an toàn ở trong vòng bo này. Ôi. Và đó tiếp tục là một tiếng descent drive by tới được của Boom. Và đó là cái kết dành cho Genesis Dogma thôi. Bây giờ thì đường trở về là 3m1. Và Capan cuối cùng cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình và đem về Winner Chicken Dinner dành cho Bảo Nam Renaton. Yeah. Và từ những tiếng súng này, những đội tuyển cao họ bắt đầu dồn vào vị trí ở tâm thế rồi. Vẫn đang là Jasper, anh ta chọn mình một phương án bắn an toàn. Bây giờ chúng nó đứng dậy, knock out, ôi. Và Jasper knock out được một và tiếp tục là knock out được hai player đến từ bên phía BTM. Có thể là làm 3 trong tình huống combat này. UI cũng đã nằm xuống rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình với những của Jaxi mà thôi. Jaxi đang cố gắng trả đạo nhưng chưa knock out được một ai bên phía của MSI. Cả chỉ là bắn yếu đi NC2 cũng như là Jasper mà thôi. Và như vậy thì BTM in clear hoàn toàn là vị trí top 42 kill. Dingo Xavier đang đẩy lên ti Đức Cạn của vị trí của NC2. Vâng, tiếp tục thì Microboy đang lộ vị trí rồi, bởi vì MSC họ đang bị hai người rồi và chỉ có đó thì có 4m này. Lợi thế rất lớn dành Dingo Xavier khi mà Frankie của đó là vị trí Tín Đức đang bắt đầu mở sang bên phía cánh trái rồi. Và giờ thì Frankie sẽ làm như thế nào đây? Cố gắng trả smoke để lấy thêm phạm vi di chuyển từ MSC nhưng không có đâu. Tín Đức tiếp tục đẩy lên cực kỳ mạnh mẽ, cùng với đó là Lamborghini nữa. Liên tiếp được những tiếng spam vào trong làn smoke này. Ponzai bị bắn điếu rồi và liệu có chết không? Rabbit có mạng Ponzai. Tín Đức nằm xuống nhưng không sao cả khi đó là 7 kill dành cho vị trí của Tín Đức. Và đó là top 3 dành cho bên phía MSC với 5 kill. Bây giờ chỉ có duy nhất vị trí Microboy thôi. Thì bây giờ đang được đưa về là 1m3 hết đạn dành cho vị trí Microboy. Giúp Uber Beza làm gì còn cơ hội nữa. Và đó là cái top 1 dành cho Dingo Xavier. Đã phát hiện ra vị trí đỉnh đầu đối phương. Rabbit cần thiết bây giờ chỉ là một pha gõ chuông thôi. Rabbit gõ chuông thành công, đưa về một tình huống 4-2. Và từ đó thì bên phía Dingo Xavier có thể đổ đèo được. Nhưng họ chưa trách vị trí Number 4. Tí Đức với sự non nớt của mình thì đang gặp khó khi Number 4 là một con quái vật. Và ngay lập tức Tí Đức nằm xuống bởi vị trí Number 4 rồi. Tiếp tục đó là cân 2 lên luôn đến từ vị trí Number 4. Một yếu luôn cả vị trí Frankie. Và tình huống các thành viên bên phía Dingo Xavier đang bị quay hai cánh bởi hai player đến từ bên phía Team A Quiriu. Bây giờ thì Rabbit cần phải xử lý nhanh để có thể tạo ra một cái thế đẹp dành cho Dingo Xavier. Hơi mất thời gian với Nafoko rồi, tất cả những súng bên phía Dingo Xavier đều đang chĩa về Nafoko. Trong cái đó thì Vamabot nằm xuống, một quả nên tốt tới từ Frankie. Chỉ còn lại Nafoko trong pha xử lý này mà thôi. Đó là một tiếng đi xe và top 1 gọi tên Dingo Xavier một lần nữa trong trận thi đấu mở màn. Giải đấu PUBG Mobile danh giá nhất khu vực Đông Nam Á SEA Championship mùa 4 chính thức khởi tranh với sự góp mặt của 4 đại diện tới từ khu vực Việt Nam. Đón xem vào lúc 17h30 hàng ngày từ ngày 12 tháng 10 tới ngày 7 tháng 11 năm 2021 trên các kênh sóng của PUBG Mobile Esports Việt Nam. Việt Nam chiến là thắng!